Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, sinh vào ngày này tháng này, cả đời gặp nhiều may mắn, tậu nhà tậu lầu, sắm xe sang. Sau tuổi 50 thì tiền vàng ào ào đổ về két, cuộc sống vạn người mơ ước. Hoan hỷ chào đón quý mệnh chủ Quý Sửu sinh năm 1973 đã quay lại với kênh Đại Phú Quý trong chuyên mục tử vi trọn đời của 12 con giáp ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày nay, việc xem tử vi số mệnh dần đã trở thành truyền thống và thói quen của nhiều người. Đây là việc rất quan trọng, là tiền đề để bạn xây dựng những kế hoạch, những dự định trong tương lai. Thông qua kết quả lá số tử vi trọn đời của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 thấy rằng cuộc đời của người tuổi này chia ra làm hai kiểu người. Một người sinh ra nhằm ngày tháng tốt sẽ có số kiếp phú quý giàu sang, tiền bạc dồi dào. Từ tuổi 50 trở đi, mỗi năm lại thêm 10 phần giàu có. Kiểu người thứ hai thì được trời sinh vào ngày tháng chưa đẹp, tai kiếp liên miên. Từ 50 đến 60 tuổi, phải có cách hóa giải vận hạn thì mới mong số kiếp được khai thông, tiền bạc mới được giữ lại. Nếu không sẽ vô cùng cực khổ, túng thiếu, thậm chí là nhục nhã đói nghèo. Vậy tuổi Quý Sửu sinh vào ngày nào tháng nào thì tốt? Tuổi Quý Sửu từ nay đến 60 tuổi, vận trình sẽ biến động ra sao? Hãy cùng với Đại Phú Quý đi tìm câu trả lời trong video ngay sau đây nhé! Theo tử vi, tháng sinh ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách cũng như cuộc đời của con người. Người tuổi Quý Sửu vốn được biết đến là những người chăm chỉ cần cù, tâm địa thiện lương. Người sinh năm con trâu là những người có trách nhiệm cao, có sức chịu đựng hơn người, cũng kiên trì và có ý chí vững vàng. Họ thì không giỏi thể hiện tình cảm, lại bảo thủ, thế nên là thường muốn thể hiện bằng cách gián tiếp. Tuy nhiên, mỗi một tháng sinh lại khiến cho cuộc đời của con giáp này đi theo những hướng khác nhau. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem tháng sinh âm lịch có tác động gì đến cuộc đời con người, đặc biệt là với người tuổi Quý Sửu. Đại Phú Quý sẽ tiết lộ với các bạn vận mệnh của người tuổi Quý Sửu theo tháng sinh âm lịch. Chúng ta cùng theo dõi nhé! Người tuổi Quý Sửu sinh tháng Giêng, tức là tháng 1 âm lịch. Theo vận mệnh người tuổi Quý Sửu theo tháng sinh âm lịch, tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân. Người tuổi Quý Sửu mà sinh vào tháng Giêng, khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Tuy là tiền vận gặp nhiều trắc trở, nhưng về sau, nhờ sự nỗ lực và tài năng của bản thân thì sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc, giàu sang. Tháng Giêng cũng là thời điểm tiết Tân Xuân đến, thế nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự mình tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua rất nhiều vất vả khổ sở trên con đường lập nghiệp. 2. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết Kinh Chập. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này thì có cá tính mạnh mẽ, tự lập tự cường, dũng cảm gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên thì họ cần có người dẫn dắt trên đường đời. Nếu không, sẽ giống như là anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp mọi chuyện buồn phiền. Họ là những người có tài trí, lại dám nghĩ dám làm, không sợ hãi trước bất kỳ điều gì. Ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, gây dựng sự nghiệp khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 2 âm lịch có một khuyết điểm chí mạng, đó là sự lỗ mãng. Thiếu xem xét cẩn trọng trước khi làm việc, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động, ngang ngạnh cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Chính vì thế mà cuộc đời của họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều gian nan vất vả, ước vọng không thành, lý tưởng hóa thành bong bóng xà phòng. 3. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 3 âm lịch. Người sinh vào năm Sửu mà sinh vào tháng 3 âm lịch là đương tiết thanh minh, trời đất đổi màu tươi sáng. Người này thì tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt, thế nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác gò ép quản lý. Sự nghiệp tuy có nhiều phong ba bão táp, nhưng mà cuối cùng thì vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi.
Họ thì rất thông minh đĩnh ngộ, có phong thái tiêu diêu, hiểu sâu biết rộng, họ sống thoải mái và biết cách tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo các ngành nghề thiên về nghiên cứu. Tuy là trong cuộc đời thì không ít những cái sóng gió ngầm, nhưng họ khá may mắn, thế nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đình an yên, sung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói là vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 3 âm lịch khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn. Tuy là trong đời thì không có thành công rực rỡ nổi bật, nhưng mà nếu biết đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống rất tiêu diêu, tự tại. 4. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này, tuy là có khát khao lập nghiệp nhưng mà lại không gặp đúng thời đúng thế nên khó có được thành công. Cuộc đời trải qua nhiều vất vả, phải lăn lộn ngược xuôi đi lại khắp chốn, gian lao đủ cả nhưng mà tài lộc thì khó thành, bị người khác o ép trói buộc, cuộc sống không có được tự do. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 4 âm lịch có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân luôn tay, vận khí thì bình thường hay phải chịu sự chỉ đạo và sai khiến của người khác, không được tự do hành động hay là làm theo ý mình mà cứ luôn bị hạn chế. Đường tài lộc thì không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành. Trong xã hội thì không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của bản thân, hoặc là học lấy một nghề nào đó thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù thì mưu sự tại thân, hành sự tại thiên, nhưng mà vẫn có thể nhân định thắng thiên. 5. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang Chủng. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này, sức khỏe không được tốt, hay ốm đau bệnh tật, cuộc sống khó khăn, làm chuyện gì cũng nhiều trở ngại ngáng đường, tinh thần mệt mỏi, nên chú ý tu dưỡng tâm tính, đừng hành động bốc đồng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, vận mệnh người tuổi Quý Sửu không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình. Họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ thì không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, phúc khí vẫn còn, thế nên người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 5 âm lịch vẫn an ổn sống đến hết đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu đó, thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. 6. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này, dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở. Thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người sinh vào năm Sửu lại trúng vào tháng 6 âm lịch, tuy là không được hưởng phúc hương hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng mà bản thân họ lại là người thông minh tài trí, xuất sắc hơn người, thế nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận thì trải qua nhiều khó khăn vất vả, trung vận dần phát đạt hơn, tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già. Cuộc đời cát nhiều hung ít, lại được quý nhân phù trợ nâng đỡ, thế nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. 7. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch rơi vào tiết Lập Thu. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này thì sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, hoạn lộ hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già thì được hưởng lộc con hiền cháu thảo. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh đĩnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời của người này thì khá là sung túc đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới, không ngừng, số tài thì vượng lộc, tuổi già càng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vầy cùng con cháu, phúc ký, cực vượng. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 8 âm lịch.
Tháng 8 âm lịch thì rơi vào tiết Bạch Lộ. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa tổ tiên để lại. Chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ thông minh, có duyên ăn nói, biết tiến biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Người sinh vào tháng 8 âm lịch năm Sửu có sức khỏe rất tốt, phúc vượng, cát khí. Cuộc đời ít phải trải qua nguy hiểm, cũng không có nạn kiện cáo, lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra những ý tưởng độc đáo, có thể trở thành người lãnh đạo nắm quyền lực trong tay. Về già, họ là người có địa vị trong xã hội, được người nể trọng. Có thể nói là vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 8 âm lịch khá tốt, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên thì họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, thế nên luôn luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. 9. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này tuy là xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng mà lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng. Thời vận thì an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 8 âm lịch là người có ý chí ham học hỏi. Họ cần cù chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường. Trên con đường sự nghiệp, có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. 10. Tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái tự nhiên. Họ trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, chịu nhiều vất vả nhưng mà cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng hanh thông. Xem vận mệnh của người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 10 âm lịch, tiền vận thì chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên. Họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình, mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận, vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể, tư duy nhanh nhạy, giúp cho họ khá nhiều trong công việc. Họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ cực khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mưu sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm tri kỷ. Có chuyện buồn thì không có nơi giải bày, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu. An ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy là nhiều chuyện xảy ra nhưng mà cuộc đời được bình an. Cuộc sống gia đình thì kém thuận hòa, cần phải khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình. Con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của cha mẹ. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm cho họ nản lòng, mà ngược lại, họ càng cố gắng gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. 12. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn trắc trở. Tuy nhiên, hậu vận khá tốt, được hưởng an nhàn tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận ngoan ngoãn. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 12 âm lịch, tuy là cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang đến mấy, có ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người.
Họ có tham vọng hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngáng trở, thế nên khó lòng thành công. Chỉ cần có ý chí quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng. Hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời. Con cháu trong nhà yêu thương hòa thuận. Tuy là kinh tế thì không mấy khá giả, nhưng mà phẩm cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người thì đều có bát tự bao gồm ngày sinh tháng đẻ, phản ánh về cuộc đời và số mệnh của người đó. Ngày sinh phù hợp với năm sinh là một trong những yếu tố tạo thành tổ hợp đẹp, nâng đỡ cho số mệnh của chủ nhân. Ngày sinh đại cát của người tuổi Quý Sửu là những ngày nào? Xin mời quý vị cùng tiếp tục tìm hiểu nhé. 1. Những ngày sinh tốt nhất của người tuổi Quý Sửu. Người tuổi Quý Sửu sinh vào ngày mùng 2, được nhiều người yêu thương kính trọng, tuổi trung niên thì bình an thông thuận, tuổi già vô lo vô nghĩ, số mệnh từ bi trường thọ. Người này thì chủ yếu hưởng phúc vì thanh thản, không ham danh, ham lợi. Tuổi Quý Sửu sinh vào ngày mùng 8, những năm tuổi trẻ thì sóng gió, nhưng mà trung niên thì gặp được quý nhân giúp đỡ, thế nên phát đạt thịnh vượng, số mệnh vinh hoa phú quý, tuổi già giàu có sung túc. Người tuổi Quý Sửu sinh vào ngày mùng 10, sự nghiệp phát đạt, kế thừa truyền thống của gia đình. Tuổi trẻ thì bình thường, trung niên đổi vận, tài lộc dư giả. Nam mệnh chủ nhà, nữ mệnh vượng phu. Tuổi Quý Sửu sinh vào ngày 11, có cách ứng xử quyết đoán, can đảm dũng mãnh, số phận thiên về khuynh hướng chậm rãi, vững chắc và ổn định, không giàu lên một cách nhanh chóng, nhưng mà ung dung, lâu dài hơn hẳn những người khác. Tuổi Quý Sửu sinh vào ngày 13, trời sinh có phúc có lộc, được người khác yêu mến và kính trọng, cuộc đời gặp nhiều quý nhân, có hy vọng thành công, gia trạch hưng vượng, con cái đông đúc và ngoan ngoãn, cơm no áo ấm. Một trong những ngày xinh đẹp của người tuổi Quý Sửu là ngày 20, báo hiệu có lương thiện, chân thành, nhân duyên vượng, kinh doanh có lộc, sự nghiệp phát tài, tài lộc thì không cần phải nghĩ ngợi. Người tuổi Quý Sửu sinh vào ngày 25 có thiện tâm, nhân duyên vượng, kinh doanh phát đạt, sự nghiệp thành công, người này càng ngày càng phúc đức, phát triển, không có chướng ngại, cản trở. Người tuổi Quý Sửu sinh vào ngày 26 thì tính tình phóng khoáng, hoạt bát, lạc quan, làm việc thì công chính, biết hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác, có tấm lòng chân thành, số vinh hoa phú quý. Người tuổi Quý Sửu sinh vào ngày 27, một đời trung hậu tốt bụng, giữ lễ nghĩa chí tín, phóng khoáng hào hùng, ít phải lo nghĩ sầu muộn, là số vô ưu, vì sướng, vì biết đủ và không ham làm giàu bất chính. Tuổi Quý Sửu sinh vào ngày 30, là người có tính cách nhân hậu hiền từ, từ bi phong độ, công tư phân minh, được mọi người yêu mến và kính trọng. Số mệnh khổ trước sướng sau, càng lớn tuổi càng thuận lợi và có phúc. Nếu chỉ quan tâm đến bát tự thôi thì chưa đủ. Nếu muốn hậu vận giàu sang, vượng gia vượng vận thì nhất định phải nắm được vận trình diễn biến qua từng năm tuổi của bản mệnh tuổi Quý Sửu, từ năm 50 tuổi đến năm 60 tuổi dưới đây của kênh Đại Phú Quý nhé. Năm 50 tuổi, năm Dần, người tuổi Quý Sửu có sao Thái Dương chiếu rọi, thế nên nhìn chung gặp rất nhiều may mắn, gia đình có việc hỷ, đón thêm người mới, tài lộc thì bình thường nên cố gắng nhiều hơn nữa, thử thêm nhiều phương thức kinh doanh để tăng thêm lợi nhuận. Nếu nhạy bén nắm bắt thời cơ, chọn người tâm phúc thực hiện thì mưu sự tất thành. Tháng 5 và tháng 6 là hai tháng không tốt cho đầu tư. Các tháng thích hợp cho người này là tháng 4, tháng 7 và tháng 8. Trong năm Dần này, con giáp này không nên thay đổi công việc, nên tỉnh táo, suy tính thiệt hơn trước khi quyết định. Năm 51 tuổi, năm Mão là năm phòng ngự. Người tuổi Quý Sửu lành ít dữ nhiều, họa nhiều hơn phúc. Cần phải kiên trì đấu tranh, ngược dòng tiến lên, tĩnh tâm tu dưỡng, tránh bị người đời châm chọc mà làm chuyện nông nổi, nên đi lễ chùa thường xuyên trong năm. Người tuổi Quý Sửu sẽ phải làm việc cô độc trong năm Mão, luôn giữ lòng mình được bình tĩnh và quản lý tài chính cẩn thận nhé. Tháng 1, tháng 4 và tháng 7 và cả tháng 8 nữa là các tháng may mắn, dễ gặt hái được thành công, cẩn thận với nước và lửa. Năm 52 tuổi, năm Thìn đem lại cho người tuổi này nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác tuyệt vời, sự nghiệp hanh thông.
Tuy nhiên thì họa phúc tương đương, cát hung không thiếu, vạn sự không nên quá hấp tấp, nên thuận theo tự nhiên, lấy lui làm tiến, không nên quá cưỡng cầu, bình an làm trọng. Do ảnh hưởng của sao Thái Dương thế nên tài lộc của nữ giới sẽ tốt hơn nam giới. Trong năm Thìn nên cẩn trọng chờ đợi cơ hội làm giàu, năng hành thiện tích đức. Nếu mà được thì hãy xin một lá bùa bình an nơi cửa Phật để mang theo bên mình. Năm 53 tuổi, người tuổi Quý Sửu gặp năm Tỵ sẽ cực vượng về tài lộc, mưu cầu được lợi, làm ăn thuận buồm xuôi gió. Sao Kim Quý dẫn lối thế nên năm này lúc nào cũng vui vẻ, tiền bạc rủng rỉnh, may mắn tới tấp. Tuy nhiên, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng lẻ thì vận may hiếm gặp, còn người sinh vào tháng chẵn nên chú ý nắm bắt thời cơ trong năm Tỵ. Con giáp này thì nên cẩn trọng khi nói năng để tránh họa thị phi. Có thể bạn bị bạn bè phản bội, oan ức mà không nói ra được, muốn hóa giải thì có thể nuôi trong nhà ba con rùa. Năm 54 tuổi, sao Tiểu Hao đứng đầu. Năm này người cầm tinh con trâu có nguy cơ mất tiền mất của. Xong, nhờ sao Thiên Đức chiếu vào thế nên gặp dữ hóa lành, mất rồi lại được, mọi chuyện suôn sẻ, có quý nhân phù trợ. Tài lộc tuy là không nhiều, nhưng mà vẫn có phần ổn định, không bị ảnh hưởng đến sự nghiệp. Năm Ngọ vận đào hoa xuất hiện, và hè sẽ nhận được tin vui. Bước sang tháng 7, mọi muộn phiền của 6 tháng đầu năm sẽ chỉ còn là dĩ vãng, khổ tận, cam lai. Năm 55 tuổi, năm này thì người tuổi Quý Sửu có thể gặp họa phá sản, chi nhiều hơn thu. May mà có thu nhập ổn định thế nên không quá khó khăn, chắt bóp chi tiêu thì sẽ qua cơn hoạn nạn. Không nên cho vay mượn hay bảo lãnh cho người khác, kẻo rước họa lớn về mình. Nên chú ý quản lý tài chính vào các tháng 1, tháng 2, tháng 5, tháng 6 và tháng 7 và cả tháng 10 nữa. Cuối năm thì vận trình tốt dần lên nên đầu tư sinh lời, có thể đeo trang sức màu vàng hoặc là ngọc bội để đón lành tránh dữ. Năm 56 tuổi, năm Thân, con giáp này sẽ gặp đại cát đại lợi, mọi sự tốt lành, nếu không phải đón dâu đón rể thì cũng thêm con thêm cháu, lộc phúc đầy nhà. Xong, nên cẩn thận bởi lạc cực sinh bi, đừng có quá khoe khoang khoác lác, đắc ý mà lại họa khôn lường. Nên cầu Bồ Tát phù hộ, đặt thêm bát hương ở bàn thờ Bồ Tát, mỗi ngày thì thành kính thắp hương để cầu phúc lộc dồi dào. Không nên đầu tư, tránh xa cờ bạc, chú ý tiền bạc vào các tháng 1, tháng 6 và tháng 11. Tháng 3 và tháng 8 thì sẽ có lộc tới, chú ý để nắm bắt thời cơ nhé. Năm 57 tuổi, tài lộc năm này của người tuổi Quý Sửu khá là tốt, nguồn thu dồi dào, có điều tiểu hao chiếu mệnh thế nên lành ít dữ nhiều, tiền bạc vào nhà rồi lại nhanh chóng ra đi. Tháng 9 thì cần đề phòng chuyện tiền bạc, may mắn sẽ tới vào các tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 9 và tháng 11. Nếu có chuyện đại sự thì nên tiến hành vào những thời điểm này. Cẩn thận kẻo gặp họa thiên tai, lạc loạn. Nên đi chùa cầu phúc bình an, tránh xa nơi đánh lộn đông người, chú ý giữ mình. Năm 58 tuổi, năm này có hai sao lành phúc tinh và thiên đức chiếu thế nên vận trình người tuổi Quý Sửu khá tốt, tiền tài ổn định, sự nghiệp thuận lợi. Nếu mà có thay đổi gì thì nên đi xa, đây là năm có cơ hội di rời tốt nhất của con giáp này, đi xa sẽ gặt hái được nhiều thành công bất ngờ. Trong năm thì nên chuẩn bị kế hoạch kỹ càng, chỉ chờ thời cơ là tiến hành thực hiện, tuyệt đối tránh xa nữ sắc, kẻo tự hủy hoại tiền đồ của bản thân, nên đeo ngọc bội long phụng để đại cát đại lợi. Năm 59 tuổi, người cầm tinh con trâu, làm việc gì cũng không thành vào năm này. Tài lộc tuy kém, nhưng lại có cơ hội phát triển sự nghiệp. Cuối năm, có quý nhân phù trợ, chỉ cần nỗ lực chăm chỉ cần cù thì trở ngại sẽ tiêu tan. Sao Thiên Cẩu ngáng đường, con giáp này nên cẩn thận kẻo mất tiền mất của, tránh cho vay cho mượn, bảo trợ cho những người khác, kẻo hối hận cũng không kịp đấy. Không nên đầu tư, vì đây là thời điểm tiết kiệm tiền bạc cho kế hoạch lâu dài. Năm 60 tuổi, trong năm này, người tuổi Quý Sửu nhân duyên rộng khắp nên mở rộng mối quan hệ với nhiều người để tạo thêm cơ hội phát triển sự nghiệp. Năm Tý, người này được sao Thái Dương phù hộ, lại gặp hai cát tinh tuệ hợp và ngọc đường, thế nên vạn sự đại cát. Nếu có cơ hội, hãy thử đầu tư để thu lợi lớn nhé.
Trong khoảng thời gian này có thể sức khỏe của người tuổi Quý Sửu sẽ không được tốt hay ốm vặt, song không cần chữa trị mà tự khỏi, mỗi lần gặp hung thì đều hóa cát. Trong năm, nhiều lần được tổ tiên hay người âm đỡ nạn hóa giải điểm hung, không nên quá cố chấp mà nên lấy lui làm tiến, chỉ một thời gian ngắn sau là mọi trở ngại sẽ tự tiêu tan. Chúc mừng tuổi Quý Sửu đã theo dõi hết lá số tử vi ngày hôm nay. Mong rằng với những thông tin trên đây sẽ giúp cho quý bản mệnh có được những bước đi bách trúng bách thắng, làm đâu được đó, có hạn hóa lành, cuộc sống bình an dư dả và sung túc nhé. Còn bây giờ, Đại Phú Quý xin phép được khép lại chương trình tại đây. Cảm ơn sự quan tâm yêu mến của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.